Thưa quý vị, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội tại xã Thụy An, Ba Vì là một trung tâm hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng nhiều hoàn cảnh éo le và vô cùng khó khăn, trong đó nhiều em nhỏ bị bại não, bại liệt, khuyết tật đặc biệt nặng. Nhằm mang đến cho các em nhỏ những tình cảm, sự sẻ chia cũng như thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng công an thủ đô với cộng đồng, mới đây, Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Cầu nối thiện tâm tổ chức chương trình Kết nối yêu thương với nhiều hoạt động ý nghĩa. 5 giờ sáng, đoàn viên thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội cùng các tình nguyện viên đã có mặt, sắp xếp và chuẩn bị những món quà là nhu yếu phẩm cần thiết như đường, sữa, khăn mặt, bánh kẹo. Tại đây, hầu hết các em đều bị bỏ rơi khi vừa mới được sinh ra với thân hình khuyết tật, trí não không bình thường. Những món quà tuy nhỏ nhưng đây chính là tấm lòng, là sự sẻ chia của các chiến sĩ, hy vọng góp một phần nhỏ bé là nguồn động viên để các em tin rằng các em vẫn luôn được yêu thương và quan tâm. Hôm nay vào đây thì tôi cảm thấy rất là thương xót, như người khác người ta có thể vận động, có thể làm việc được. Còn đây thì lại nằm một chỗ ấy, 100% phải phụ thuộc vào người khác. Tất nhiên là đã được nhà nước quan tâm, hỗ trợ thì nhưng mà một phần nào đó cũng vẫn cần cộng đồng hỗ trợ và chia sẻ. Cũng trong buổi thiện nguyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động cùng các tình nguyện viên đã tổ chức giao lưu văn nghệ, thăm hỏi tặng quà tại Trung tâm Phục hồi chức năng cho người khuyết tật Thụy An, cũng như gửi tặng 30 suất quà cho 30 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở xã Khánh Thượng. Khởi công xây dựng nhà cho bà Trần Thị Ngãi, nguyên thanh niên xung phong, hộ nghèo đặc biệt khó khăn với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Dù là chúng tôi là lực lượng cảnh sát cơ động thủ đô với nhiệm vụ ngày càng lớn và nặng nề bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho thành phố Hà Nội. Tuy vậy thì Đảng ủy ban Trung đoàn cũng thường xuyên và hết sức tạo điều kiện cho chúng tôi về phương tiện cũng như thời gian và con người tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Và thông qua đó thì chúng tôi cũng muốn là những món quà, những bài hát, những sự sẻ chia sẽ làm cho những người nơi đây sẽ có thêm động lực, có nên nguồn động viên an ủi để họ có thể tiếp tục sống và cống hiến và trưởng thành sau này. Với nhiều hoạt động có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm và vai trò của thế hệ trẻ trong lực lượng vũ trang với đất nước, nhằm mang nhiệt huyết của mình góp phần chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, qua đó giúp mỗi đoàn viên thanh niên của đơn vị nâng cao ý thức chính trị, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân hết lòng vì nhân dân phục vụ.